Sự sụp đổ của Credit Suisse, ngân hàng Thụy Sĩ bị rút 68 tỷ đô nhanh chóng mặt vì chống Nga. Các bạn thân mến, tại thời điểm này, có vẻ làn sóng sụp đổ các ngân hàng đã thực sự tràn đến châu Âu. Khi nhắc đến Thụy Sĩ, hầu hết chúng ta sẽ nghĩ ngay đến hai thứ, một là đồng hồ và hai là ngân hàng. Quốc gia xinh đẹp này là nơi sở hữu nhiều ngân hàng trung lập nhất, an toàn nhất và bảo mật nhất trên thế giới. Cũng chính vì lý do đó mà nhiều người giàu sẵn sàng gửi tài sản của họ vào đây. Ít nhất, họ không phải lo lắng về sự an toàn của quỹ. Tuy nhiên, động thái bắt tay với phương Tây, phong tỏa trắng trợn tài sản của Nga cũng đặt dấu chấm hết cho lịch sử trung lập của ngân hàng Credit Suisse. Nhiều nhà đầu tư ồ ạt rút gần 70 tỷ đô vì lo sợ một ngày nào đó tài sản của họ cũng không cánh mà bay. Uy tín là thứ khó có thể gây dựng trong ngày một ngày hai. Một lần bất tín thì vạn lần bất tin. Có lẽ Thụy Sĩ cần phải cảm ơn Mỹ và các đồng minh phương Tây, bởi vì nhờ họ mà giờ đây, Thụy Sĩ đã không còn là đất nước giữ tiền an toàn nhất trên thế giới nữa. Ngay sau đó, chính quyền Burns đã phải từ chối đóng băng thêm tài sản của Nga do lo ngại động thái này sẽ vi phạm pháp luật. Chúng tôi sẽ phân tích những thông tin quan trọng này ngay sau đây. Mời quý vị cùng theo dõi. Thưa các bạn, hàng loạt những tờ báo lớn như Wall Street Journal hay là New York Times đã đăng tin về sự sụp đổ của nhà băng 167 năm tuổi đời với dòng tít những ngày cuối cùng của Credit Suisse. Hình ảnh ngân hàng này chìm trong biển lửa cũng là phép ẩn dụ cho sự bối rối và kinh hoàng mà cú sụp đổ nhanh chóng ở đất nước có danh tiếng ổn định và là nơi đầu tư an toàn như Thụy Sĩ. Reuters dẫn báo cáo ngày 24 tháng 4 của Credit Suisse, trong quý 1 năm 2023, có 61 tỷ franc Thụy Sĩ, tương đương với 68 tỷ đô đã được rút khỏi ngân hàng này, phản ánh quy mô của cuộc tháo chạy dẫn đến sự sụp đổ của ngân hàng 167 năm tuổi. Đây được coi là nhát cứa đau và danh tiếng ổn định của một ngân hàng trung lập. Đây có thể là báo cáo tài chính cuối cùng của Credit Suisse, vì ngân hàng đã được đối thủ UBS giải cứu bằng cách mua lại vào tháng trước, trong khi lượng tiền gửi mất đi tương đương với 5% số tài sản chịu quản lý. Báo cáo cho biết tài sản do bộ phận quản lý tài sản quan trọng nhất của Credit Suisse quản lý đã giảm xuống 502,5 tỷ francs vào cuối tháng 3 năm nay so với 707 tỷ francs cùng kỳ năm 2022. Khách hàng của Credit Suisse đã nhanh chóng rút tiền khỏi ngân hàng này sau khi nó rơi vào cuộc khủng hoảng thị trường dấy lên từ sự sụp đổ của hai ngân hàng Mỹ là Silicon Valley Bank và Signature Bank. Các nhà chức trách Thụy Sĩ trong bối cảnh đó đã phải đưa ra biện pháp giải cứu, trong đó có gói bảo lãnh tài chính hơn 200 tỷ francs để UBS, ngân hàng lớn nhất Thụy Sĩ, tiếp quản Credit Suisse với giá 3 tỷ francs bằng cổ phiếu và tiếp nhận khoản lỗ lên đến 5 tỷ francs. Credit Suisse từng nằm trong số các tổ chức tài chính lớn nhất thế giới, được Ủy ban Ổn định Tài chính FSB, cơ quan giám sát quốc tế, xếp loại là ngân hàng quan trọng về mặt hệ thống quy mô toàn cầu, cùng 30 tổ chức khác, trong đó có JP Morgan Chase, Bank of America, Bank of China. Tuy nhiên, ngân hàng lớn thứ nhì Thụy Sĩ này đã gặp phải khó khăn suốt nhiều năm. Credit Suisse vướng vào một loạt sai lầm dẫn ra sai phạm, gây thiệt hại hàng tỷ đô, buộc họ phải cải tổ đội ngũ lãnh đạo. Ông Axel Leisman, chủ tịch Credit Suisse đã phải thừa nhận rằng: "Tôi xin lỗi vì đã không thể ngăn chặn việc niềm tin bị sói mòn trong nhiều năm và vì đã làm các vị thất vọng." Sự hỗn loạn trên thị trường tài chính toàn cầu liên quan đến Nga và phương Tây dĩ nhiên không thể không có sự góp mặt của Trung Quốc. Khi mà Thụy Sĩ không còn trung lập, khách giàu Trung Quốc ồ ạt rút đi vì sợ thủng túi tiền. Các nhà đầu tư Trung Quốc bày tỏ lo lắng về sự an toàn tài sản của họ sau khi Thụy Sĩ đóng băng hàng tỷ đô tài sản của Liên bang Nga. Họ không chỉ ngạc nhiên mà còn bị sốc khi Thụy Sĩ đã từ bỏ vị thế trung lập của mình. Bằng chứng thống kê cho thấy trước đây, hàng trăm khách hàng tìm cách mở tài khoản, giờ thì không. Báo Financial Times đã nói chuyện với các chủ ngân hàng cấp cao của 6 trong số 10 ngân hàng lớn nhất Thụy Sĩ về trải nghiệm của họ với các khách hàng tư nhân và tất cả họ đều kể một câu chuyện tương tự nhau. Nhiều chủ ngân hàng cho biết họ lo lắng về tác động tiêu cực đối với ngành kinh doanh ngân hàng béo bở lâu nay của Thụy Sĩ, đồng thời cũng là nguồn tăng trưởng quan trọng trong tương lai của nước này. Chủ đề khách hàng rất quan tâm hiện nay là liệu tiền của họ có an toàn không trước các biện pháp trừng phạt. Khi phương Tây áp đặt vô số lệnh cấm vận vào Liên bang Nga và phong tỏa tài sản nước ngoài của họ, một hệ lụy tất yếu xảy ra, đó là sự sụt giảm uy tín. Khách gửi tiền vào, thích thì phong tỏa tài khoản rồi mang cho bên khác, hậu quả mất niềm tin hiển hiện ngay trước mắt. Các nhà đầu tư trên toàn thế giới sẽ lo sợ, nếu họ gửi tiền vào những ngân hàng đó, chẳng may một ngày họ cũng bị phong tỏa tài sản vô cớ thì sao? Liệu đây có phải là một hành vi ăn cướp trắng trợn hay không? Bà Anki Rajan,
nhà phân tích tại ngân hàng lớn nhất Canada RBC nhấn mạnh những tài sản của khách nước ngoài gửi tại ngân hàng Thụy Sĩ chiếm 10% tổng sản phẩm quốc nội của đất nước này. Nếu Liên bang Nga chỉ là một cường quốc khu vực châu Âu khó mà lớn nổi bởi sự bao vây tứ phía của NATO, thì Trung Quốc nguy hiểm hơn bội phần. Ảnh hưởng của họ ngày càng lớn từ châu Phi sang khối Mỹ Latin. Không chỉ vậy, khách hàng châu Á đã đóng góp mạnh mẽ vào lợi nhuận cho các ngân hàng Thụy Sĩ. Nếu nhìn vào giá cổ phiếu của các ngân hàng, chúng có một mối tương quan rất chặt chẽ với các chỉ số chứng khoán châu Á vì một phần lớn thu nhập của họ đến từ khu vực này. Kể từ khi diễn ra cuộc xung đột Nga-Ukraine, chính phủ Thụy Sĩ đã bắt tay với Liên minh châu Âu-EU trong việc áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Nga và những người Nga giàu có thân cận với Tổng thống Vladimir Putin. Có lẽ thiệt hại nặng nề nhất có thể là danh tiếng của Thụy Sĩ như một nơi an toàn để đầu tư, bất chấp những vụ bê bối trong nhiều năm liên quan đến tài khoản ngân hàng bí mật của các nhà độc tài, hoặc rửa tiền cho các chùm ma túy và những kẻ trốn thuế. Các ngân hàng Thụy Sĩ vẫn giữ vững danh tiếng đó. Thế nhưng giờ đây, đất nước cho phép một ngân hàng 167 năm tuổi sụp đổ trong vòng vài ngày, với cái giá là nhiều việc làm bị mất mát và cổ đông của Credit Suisse bị tổn thất lớn. Tuy nhiên, một số ngân hàng Thụy Sĩ cho biết họ sẽ phải tìm cách xử lý hậu quả của trò chơi chiến tranh. Nếu quan hệ quốc tế với Trung Quốc xấu đi đáng kể, mặt khác, các ngân hàng sẽ tìm cách bảo vệ và trấn an các khách hàng Trung Quốc lớn nhất của họ. Credit Suisse có trụ sở tại Zurich, được thành lập từ năm 1856 để tài trợ việc mở rộng các tuyến đường sắt của Thụy Sĩ. Cho đến ngày 19 tháng 3 vừa qua, nó vẫn là ngân hàng lớn thứ hai của Thụy Sĩ tính theo tài sản, chỉ sau ngân hàng UBS. Hoạt động kinh doanh chính của ngân hàng này là quản lý tiền và tạo ra các sản phẩm đầu tư cho khách hàng giàu có trên khắp thế giới. Nhưng vào cuối tháng 3, Credit Suisse đã bị suy giảm mạnh về niềm tin, khiến giá cổ phiếu và trái phiếu lao dốc. Khách hàng đổ xô rút tiền khỏi ngân hàng. Ngân hàng này phải đối mặt với số tiền rút lên tới 10 tỷ đô mỗi ngày. Các nhà quản lý sợ ngân hàng mất khả năng thanh toán nếu không được xử lý. Vậy thì chính phủ Thụy Sĩ đã có những biện pháp như thế nào để giải quyết vấn đề này? Chính quyền Bern đã từ chối đóng băng thêm tài sản của Nga do lo ngại động thái này vi phạm pháp luật. Người đứng đầu Tổng cục Kinh tế Liên bang Thụy Sĩ SECO là bà Helene Bulliger-Atiada đã khẳng định chính phủ nước này sẽ không phong tỏa thêm tài sản của Nga ngoài các khoản đã bị đóng băng từ trước đó. Bà Atiada cho biết nguyên nhân là do Thụy Sĩ không tìm thấy bằng chứng cho thấy các tài sản này nằm trong diện bị trừng phạt. Bình luận này được đưa ra nhằm đáp lại những tuyên bố trước đó của đại sứ Mỹ tại Thụy Sĩ là Scott Miller. Cụ thể, hồi tháng 3 vừa qua, ông Miller đã chỉ trích Tổng cục Kinh tế Liên bang Thụy Sĩ SECO vì đã không nỗ lực đủ và không thực hiện thêm các biện pháp trừng phạt chống lại Nga. Nhà ngoại giao Mỹ nói rằng Bern hoàn toàn có thể đóng băng thêm từ 50 đến 100 tỷ franc Thụy Sĩ của tất cả các cá nhân cũng như công ty Nga và sử dụng số tiền trên để hỗ trợ Ukraine khôi phục sau chiến tranh. Tuy nhiên, bà Atiada không đồng ý với việc này. Theo bà, con số từ 50 đến 100 tỷ franc chỉ là ước tính ban đầu về các quỹ của Nga dưới sự quản lý của Thụy Sĩ, nhưng đó không phải là ước tính do Thụy Sĩ đưa ra. Bà cũng nhấn mạnh, không phải tất cả người Nga đều phải chịu lệnh trừng phạt mà chỉ chiếm phần thiểu số. Do đó, việc phong tỏa thêm tài sản sẽ yêu cầu bằng chứng cho thấy số tiền này có liên quan đến các tổ chức hoặc cá nhân bị xử phạt hay không. Đồng thời, chính phủ Thụy Sĩ luôn hoan nghênh Mỹ cũng như các quốc gia đối tác đưa ra bằng chứng. Tuy nhiên, nước này hiện vẫn chưa nhận được bất kỳ bằng chứng nào. Bern đã đóng băng tài sản trị giá 7,5 tỷ franc Thụy Sĩ, tương đương với 8,3 tỷ đô của Nga. Kể từ khi Liên minh châu Âu-EU áp đặt lệnh trừng phạt Moscow vì chiến dịch quân sự ở Ukraine, số tiền bị phong tỏa tương đương với 1/3 số tài sản trị giá 21,5 tỷ euro, tương đương với 23,4 tỷ đô, đang bị đóng băng trên khắp EU. Tuy nhiên, việc phong tỏa thêm tài sản sẽ yêu cầu bằng chứng cho thấy số tiền này có liên quan đến các tổ chức hoặc cá nhân bị trừng phạt. Nếu không đưa ra được bằng chứng, động thái này sẽ bị coi là vi phạm pháp luật. Khi được hỏi liệu các tài sản bị đóng băng có thể bị tịch thu để tài trợ cho việc tái thiết Ukraine hay không, quan chức này tái khẳng định lại quan điểm của Thụy Sĩ rằng hành động như vậy sẽ vi phạm quyền sở hữu và sẽ là bất hợp pháp theo quan điểm của hệ thống pháp luật nước này. Mặc dù ý tưởng tịch thu tài sản bị phong tỏa của Nga để giúp tái thiết Ukraine đã được các nước phương Tây thảo luận trong một thời gian, nhưng cho đến nay vẫn chưa có bước thực tế nào được thực hiện do lo ngại có thể tạo ra một tiền lệ nguy hiểm trong hệ thống pháp luật toàn cầu. Nhiều nhà phân tích cũng chỉ ra rằng
Động thái này có thể khiến tài sản của châu Âu và Mỹ gặp rủi ro, vì chúng cũng có nguy cơ bị tịch thu trong trường hợp xảy ra tranh chấp quốc tế. Sự ra đi của một tên tuổi gắn liền với lịch sử Thụy Sĩ. Chỉ có 30 ngân hàng trên thế giới được coi là có vai trò quan trọng về mặt hệ thống trên toàn cầu. UBS và Credit Suisse của Thụy Sĩ là hai trong số đó. Điều này có nghĩa là Thụy Sĩ có nhiều hoạt động ngân hàng hơn những quốc gia có quy mô kinh tế tương đương. Credit Suisse và UBS cùng nắm giữ 1,6 nghìn tỷ franc Thụy Sĩ, tương đương với 1,7 nghìn tỷ đô la tài sản, gần gấp đôi GDP của đất nước. Chính phủ Thụy Sĩ đã nỗ lực mô tả thỏa thuận sáp nhập giữa hai nhà băng lớn nhất nước là một sự tiếp quản, nhưng nhiều chuyên gia gọi đó là một cuộc giải cứu. Ngân hàng Trung ương Thụy Sĩ đã đồng ý cung cấp một khoản vay lên tới 100 tỷ franc để hỗ trợ thanh khoản cho UBS sau thương vụ này. Chính phủ Thụy Điển cũng cam kết bù lỗ lên đến 9 tỷ đô la ở một số tài sản nhất định của Credit Suisse để giảm rủi ro cho UBS. Người dân Thụy Sĩ có thể sẽ lo lắng về việc giới chức trách sử dụng ngân sách để hỗ trợ thương vụ sáp nhập này. Thụy Sĩ từng trải qua những cú sụp đổ doanh nghiệp lớn trước đây, đáng chú ý nhất là cú gục ngã của hãng hàng không quốc gia Swissair. Sau vụ tấn công khủng bố ngày 11 tháng 9, Swissair phải ngừng hoạt động và sau đó được hồi sinh với tên gọi là Swiss. Hiện là đơn vị thành viên của hãng hàng không Deutsche Lufthansa của Đức. UBS cũng nhận được gói giải cứu của chính phủ trong cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008. Vụ giải cứu này vẫn còn là chủ đề gây tranh cãi ở Thụy Sĩ. Sự sụp đổ của Credit Suisse là kết quả của sự điều hành thất bại của các nhóm lãnh đạo kế tiếp nhau. Việc UBS tiếp quản Credit Suisse đánh dấu khả năng xóa bỏ vĩnh viễn một cái tên phát triển song hành với lịch sử Thụy Sĩ. Nếu nhà nước Liên bang Thụy Sĩ được thành lập năm 1848, thì ngân hàng tiền thân của Credit Suisse ra đời 8 năm sau đó. Các bạn nghĩ sao về vấn đề này? Hãy để lại bình luận phía bên dưới nhé! Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo!